Các bạn thân mến, hiện nay đang thời điểm là giao mùa. Rất nhiều trẻ em bị những bệnh lý về viêm đường hô hấp, đặc biệt là chứng ho. Khi mà điều trị cho bé thì nhiều bố mẹ đã dùng những cái sản phẩm ho chưa đúng cách, hoặc là chưa dùng đúng các cái biện pháp điều trị kịp thời, dẫn đến trẻ khi vào viện ở một cái tình trạng bị dị ứng nặng, hoặc là bị sốc phản vệ, hoặc là rối loạn chức năng gan thận, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, để sử dụng các cái sản phẩm ho thế nào cho đúng cách thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ các bố mẹ các cái sai lầm đã mắc phải để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Những sai lầm đó là gì? Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bố mẹ là khi mà con mình bị ốm, bố mẹ nghĩ rằng là kháng sinh là một cái chìa khóa vạn năng, vội vàng chạy ra hiệu thuốc và mua những cái thuốc kháng sinh cho con uống, nghĩ rằng kháng sinh có thể giúp con mình khỏi ho, khỏi tim mọc. Nhưng các bạn có biết là trong tất cả những nguyên nhân gây ho và gây viêm đường hô hấp thì 80% lại là do virus. Vì vậy kháng sinh không hề có tác dụng. Mà dùng kháng sinh không đúng và liều cao, thậm chí dẫn đến một cái gọi là cái quen thuốc, và sau này sử dụng cho bé thì sẽ rất khó, bởi vì thuốc sẽ không còn tác dụng nữa. Mong rằng bố mẹ chú ý khi mà sử dụng thuốc kháng sinh thì cần phải có ý kiến của thầy thuốc, đặc biệt theo đơn của thầy thuốc. Các bạn cũng biết đấy, khi mà dùng kháng sinh mà không cần thiết thì thậm chí có những tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như gây tiêu chảy cho bé này, hoặc rối loạn chức năng gan thận. Nhiều em bé mà đến điều trị với chúng tôi dùng một thời gian kháng sinh kéo dài thì cái men gan tăng lên rất cao, và nó dẫn đến cái sức khỏe em bé, sức miễn dịch bị suy giảm. Cái sai lầm thứ hai của bố mẹ hay mắc phải đấy là khi mà con em mình ốm thì nhớ ra lần trước mình đã đi khám bác sĩ rồi, mình lại lôi cái đơn đấy ra dùng, hoặc là mình nghe chị em mách rằng là con tôi nó ốm đấy, dùng đơn này hay lắm, thế mình cũng dùng lại cái đơn cũ của bạn mình. Tóm lại, sử dụng không đúng thời điểm, cái thời điểm em bé đang bị ốm. Biết đâu em bé ốm lúc này là không cần dùng thuốc kháng sinh, biết đâu em bé ốm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như em bé bị ho mà do virus thì hoàn toàn dùng kháng sinh không tác dụng, hoặc em bé bị ho do trào ngược thì lại phải dùng thuốc trào ngược chứ không phải dùng thuốc ho thông thường. Vì vậy mong bố mẹ lưu ý không dùng đơn thuốc cũ, không dùng lại những cái đơn thuốc của người khác đã dùng thì mang lại tác dụng phụ không mong muốn bố mẹ nhé. Sai lầm thứ ba của bố mẹ cũng có thể bị mắc phải nữa là khi mà được bác sĩ kê đơn cho con em mình, thấy dùng 3 ngày về đỡ, nghe cũng phấn khởi rồi, nó đỡ ho đấy, tôi dừng thuốc, thì dùng nhiều nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, thế là bố mẹ dừng thuốc luôn. Như vậy là không đúng các bố mẹ nhé. Uống đúng, phải đúng liều lượng cho cái vi khuẩn nó bị diệt khuẩn và hết hoàn toàn. Nếu mà mình dừng lại giữa chừng không đủ liều thì dễ bị kháng thuốc, bởi vì kháng sinh dùng liều lần thứ hai thường cao hơn. Và cũng một trường hợp khác nữa, tức là bố mẹ khi mà dùng thuốc cho con thấy một kháng sinh nó uống 3 ngày rồi không tác dụng, liền tự động ra đổi thuốc, cô bán cho tôi cái liều gì cao hơn, mạnh hơn, thế lại dùng cho con. Thế thì vô tình mình biến con mình thành một vật thí nghiệm, hoàn toàn không nên đâu các bạn ạ. Nếu mà dùng như thế thì lợi bất cập hại, và dẫn đến các cái hình ảnh mà các bạn thấy chúng tôi đã trao đổi từ đầu, có thể dẫn đến rối loạn chức năng gan, có nền tảng suy giảm miễn dịch, và đặc biệt là gây hiện tượng quét thuốc bố mẹ. Sai lầm cuối cùng mà tôi muốn trao đổi với bố mẹ tức là cái sử dụng thuốc phải rõ nguồn gốc. Bố mẹ có biết hiện nay thuốc giả rất nhiều tràn lan trên thị trường, các nguồn gốc trôi nổi rất nhiều. Vì vậy khi mà dùng cho con em mình, ngoài cái thời hạn sử dụng ra, bố mẹ phải kiểm tra xem nó nguồn gốc thế nào, xuất xứ có tin cậy được hay không. Theo tôi thì cái nguồn gốc của những cái công ty uy tín của nhà nước. Cái thứ hai nữa là có kiểm chứng của Bộ Y tế và cho phép của Bộ Y tế thì sẽ làm cái sản phẩm đáng tin cậy. Chứ đừng vì một cái điện thoại xong mình gọi alo trên Google hoặc là tra trên Google và tìm ngay những cái thuốc không cần thiết được quảng cáo thì có khi lại lợi bất cập hại. Mong bố mẹ cân nhắc chuyện này khi mà sử dụng thuốc cho con. Là bố mẹ và các bạn thân mến, để bảo vệ sức khỏe cho con em mình không có gì quý bằng đầu tư vào sức khỏe cả. Tránh những sai lầm trên các bạn nhé. Thứ nhất là không tự dùng kháng sinh, thứ hai không dùng đơn cũ, và đặc biệt là không dùng theo một cái lời khuyên của ai đó, và sử dụng thuốc thì phải đúng đơn của bác sĩ quy định, theo đúng ngày, đúng liều. Đặc biệt là sử dụng các sản phẩm hoặc thuốc phải rõ nguồn gốc xuất xứ, không mua những hàng trôi nổi. Các bạn thân mến, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm ho để trị các cái chứng ho, ho gió, ho đêm, ho có đờm, ho dai dẳng. Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu các bạn một sản phẩm đáng tin cậy, đó là sản phẩm siro VIHODAN. VIHODAN là sản phẩm đáng tin cậy để trị các cái chứng ho, đặc biệt là ho gió, ho khan, ho có đờm, đau họng, khàn tiếng. VIHODAN là một sản phẩm trị ho rất công hiệu. Nó được sản xuất hầu hết từ các thảo dược đến từ thiên nhiên. Đặc biệt nữa là sản phẩm được sản xuất bởi Dược phẩm Trung ương 3, là một cái công ty dược phẩm của nhà nước có lịch sử 60 năm, và sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, nghĩa là quản lý đầu vào, đầu ra một cách hết sức nghiêm ngặt và được kiểm chứng của Bộ Y tế. VIHODAN có trên 20 thành phần thảo dược, đặc biệt là các cái thành phần thảo dược có tác dụng kép, tức là chữa ho và giảm viêm. Thứ nhất, đó là xuyên bối mẫu kết hợp với cát cánh. Xuyên bối mẫu và cát cánh có tác dụng chống viêm, giảm co thắt cơ trơn của phế quản. Thì do cái giảm thắt của cơ trơn này, bệnh nhân sẽ dịu ho và giảm cơn ho. Và các cái thành phần sau rất quý nữa, đấy là kha tử. Các bạn biết kha tử là một thành phần chống ho rất tốt. Kha tử kết hợp với xạ can, kim ngân hoa và khoản đông hoa đã tạo nên tác dụng chống viêm, kháng khuẩn rất tốt. Và nếu mà các bạn dùng sản phẩm này trong một thời gian từ 7 đến 10 ngày thì các cái triệu chứng ho sẽ giảm dần, và các cái triệu chứng ho như long đờm này, bổ phế này và ngứa cổ này và khản tiếng nó sẽ giảm dần hết cả. Có thể dùng với trẻ em từ 2 tuổi trở lên các bạn nhé. Và ở người lớn thì dùng liều lượng theo cân nặng, theo cái gợi ý của bộ sản phẩm. Mong rằng các bạn nghiên cứu có thể dùng sản phẩm VIHODAN trong các cái trường hợp bị ho. Sản phẩm VIHODAN là một sản phẩm đến từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính, được sản xuất bởi một công ty có uy tín. Bạn có thể yên tâm dùng cho mình và cho những người thân.